Mọi người nhá, đây là cái lông bạch quái tám cửa này. Hôm nay mình đang đi câu đếm ở hồ Ông Kháng mọi người ạ. Tuy là cá chưa được con nào nhưng mình sẽ sử dụng cái này để bắt tôm cho các bạn xem nhá. Cực kỳ hiệu quả luôn và cá vào không bao giờ ra được. Bây giờ nó cải tiến hơn là cái miệng nó ở trên cáo các bạn. Nên là khi mà cá vào rồi nó sẽ không có biệt đường để mà đi ra đâu các bạn. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nào các bạn. Chào tất cả các bạn nhá. Bây giờ là 4 giờ sáng. Thì mình đã rải cái này được đâu 4-5 tiếng này. Từ lúc 8-9 giờ đêm đến giờ. Bây giờ mình sẽ giơ lên cho các bạn xem này. Nãy mình dọi qua rồi tôm nhiều lắm các bạn ơi. Đây các bạn, ui. Kín luôn. Kín luôn. Đó. Đấy. Đấy, thấy chưa tôm không các bạn nhá. Đấy, tôm rồi. Tôm to không các bạn nhá, một cái nhá. Đây. Đấy. Chuẩn tôm chưa? Tôm toàn tôm to không? Đây. Còn một cái nữa. Đây còn một cái nữa. Đây các bạn này, tôm này. Tôm cua đủ thứ luôn các bạn nhá. Ui đừng được. Được một con cà rô. Một con cà rô trong này nữa anh ạ. Đây đây đây. Đây. Ấy. Ấy, cái này mới nhiều này. Ui. Cái này mới nhiều các bạn ơi. Ôi nhiều lắm các bạn ơi. Ôi này. Tôm to không. Được đang được một con. Ấy tôm này các bạn ơi. Tôm này về mà rán ăn thì thôi rồi các bạn nhá. Ấy. Đi câu cứ làm vài cái này mà thả các bạn nhá. Hơi bị nhạy đấy. Rồi ok các bạn nhá.